Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, lãnh đạo huyện Phong Điền cùng các ngành chuyên môn của huyện đã đến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng công trình xây dựng cầu Tây Đô, huyện Phong Điền. Đoàn vận động các hộ dân có các công trình nhà nằm trong khu vực xây dựng dốc cầu Tây Đô đoạn thuộc địa bàn xã Nhân Ái bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Lãnh đạo huyện Phong Điền cũng chỉ đạo Điện lực Phong Điền và Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các nhà mạng phối hợp tiến hành di dời cột điện, cột viễn thông có vị trí nằm trong khu vực xây dựng cầu. Công tác bàn giao mặt bằng và di dời phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 4 tháng 12 tới đây. Cầu Tây Đô là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư trên 208 tỷ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 40% tiến độ, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp Tết Dương lịch năm 2023 và dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công trình xây dựng cầu Tây Đô có 67 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay đã thực hiện đền bù cho 34 hộ dân với số tiền 53 tỷ 600 triệu đồng.